Thuốc đây là thực phẩm chức năng Beauty Plus. Đó, vì đây là viên uống làm trắng da. Với các cái thành phần Beauty ngày xưa thì lúc ban đầu ấy nó là Beauty 99. Đấy, còn khi mà sang phiên bản mới là bắt đầu từ khoảng tháng mùa hè năm ngoái là bắt đầu ra phiên bản mới là Beauty Plus. Đây, hộp của nó là một hộp rất xinh. Hộp ngày trước là hộp màu vàng, chắc là ai nhiều người cũng biết rồi. Còn đây là cái hộp Beauty Plus là hộp mới, phiên bản mới là màu xanh này, rất là đáng yêu, con rất thích cái màu này. Phiên bản mới của Beauty. và giá không đổi của nó vẫn là 1.290.000. Cái Beauty Plus này tại sao lại phiên bản mới và nó gọi là Beauty Plus? Bởi vì là tất cả những thành phần dược phẩm quý như là trái ô liu xanh này, phân tử HA này, rồi cái Nutrosun này thì nó đều gấp 3 lần. Những cái dưỡng chất quý đấy, những cái dược phẩm quý đấy nó đều gấp 3 lần so với Beauty 99. Cho nên là cái khả năng làm trắng, giữ ẩm và tức là dưỡng da nó cũng tăng lên gấp đôi gấp 3 lần so với những cái sản phẩm so với Beauty 99 ở ban đầu. đàn ông á, anh không biết nữa nhưng vấn đề là nếu như mà đàn ông mà quan tâm thì vẫn có thể tìm hiểu. Đấy, còn anh thì anh là phụ nữ cho nên là anh chỉ quan tâm đến đối tượng là phụ nữ thôi, đang chia sẻ cho chị em phụ nữ thôi nhá. Đúng rồi, thời gian bật tông là mình ví dụ cơ địa hấp thụ nhanh như là Phương Oanh nhá, tức là cơ địa hấp thụ cái hấp thụ nhanh hay chậm thì nó còn do cơ địa của mỗi người. Có những người ví dụ nhá, ví dụ như một cơ thể khỏe này và một cơ thể có cái gọi là cái gì nhỉ, cái gọi là sức bị tức là cái sức đề kháng của mình tốt ấy, tức là một cơ khỏe rất là khỏe mạnh thì cái sức hấp thụ của mình nó sẽ nhanh hơn người bình thường, à nhanh hơn những người mà có cơ thể bị yếu đấy, cơ thể hay là cơ thể bị suy nhược. Chính vì thế mà nếu như với một người có cơ thể khỏe như như ví dụ như anh thì anh nhớ là chỉ khoảng 2 tuần thôi là bắt đầu cơ thể mình, da của mình bắt đầu nó có những cái chuyển biến mà mình nhìn thấy rõ rệt. Bằng cách là ví dụ như anh là cái người rất là tinh tế và rất là biết lắng nghe cơ thể của mình và luôn luôn để ý. Thì anh để ý mỗi khi mà anh đi ra ngoài anh quay ấy, hoặc là anh đi chụp hình ấy, thì mình uống sau một thời gian khoảng tầm 10-15 ngày thì mình sẽ thấy là da của mình ra ngoài nó sẽ bắt sáng này, nó sẽ sáng hơn và nó sẽ khỏe hơn. Cái đấy là cái mình cảm nhận được. Còn với những bạn mà đôi khi không để ý và tức là không 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 biết cách lắng nghe bản thân mình ấy, thì anh nghĩ là mọi người nên có một cái gọi là cái nhật ký để theo dõi. Ví dụ như trước khi sử dụng thì mình nên chụp ảnh lại bằng cam thường ở cùng một nơi cùng chỗ ánh sáng đó. Thì xong đến khi mà mình dùng khoảng tầm 5-10 ngày mình cứ theo dõi dần dần, mình lại chụp ở đúng cái góc đấy, đúng ánh sáng đấy và bằng đúng cái điện thoại đấy. Thì cứ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày mình lại chụp để mình theo dõi cái sự chuyển biến của da mình. Thì đó là với những người mà mọi người không không biết để ý, không biết theo dõi thì nên dùng một nên 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 có cách đó để theo dõi xem là da của mình có hợp hay không. Ánh Tặng ơi chị nám được không? Cái này nó không phải là dòng trị nám nhưng nó sẽ hỗ trợ làm giảm cái hắc tố melanin, làm giảm cái hắc tố tức là cái vấn đề về nám, sạm nám này. Rồi tàn nhang nó do cái hắc tố melanin trong cơ thể mình rất cao và mình không không ức chế được nó trong cơ thể mình thì nó sẽ càng ngày nó sẽ càng đậm màu hơn. Nhưng khi cái mình sử dụng cái sản phẩm beauty này thì nó làm ức chế cái hắc tố melanin trong cơ thể mình thì nó sẽ làm mờ dần đi, nó sẽ không làm cho mình đậm hơn nữa, nó sẽ làm mờ dần đi. Và tức là khi mà cái hắc tố melanin của mình nó bị ức chế rồi nhá thì nó sẽ không sản sinh ra nữa, thì nó sẽ không làm cho các cái đốm của mình nó đậm hơn nữa, thì nó cứ mờ dần đi và những cái mà nó có từ trước nó sẽ được đào thải dần dần đi, nó sẽ mờ dần. Ví dụ như chị gái của anh là cơ địa bị tàn nhang từ nhỏ và đến bây giờ dùng 5 tháng rồi và anh thấy rõ ràng là các cái tức là ngày xưa chưa dùng nhá thì dùng bao nhiêu loại mỹ phẩm nó vẫn cứ đậm dần lên theo 5 tháng. Nhưng từ khi dùng Beauty Plus thì bắt đầu anh thấy nó không đậm lên nữa và đến tháng thứ 2 thôi là bắt đầu mình thấy nó mờ mờ đi. Thì tức là cái hắc tố melanin, cái hắc tố đen này nó đã bị ức chế rồi thì là